Rồi, hello anh em, mình lại quay lại đây. Đây là những hình ảnh mà anh em có thể thấy được khi mà đến số heo bánh ở vị trí 15 shop luôn nha. Các anh bạn kỹ thuật đang kiểm tra và báo lại những chi tiết từng bộ phận nồi nếu mà các bạn vào để mà vệ sinh hoặc là bảo dưỡng bộ nồi xe ga. Thì các phụ tùng khi mà các bạn đến thay thế phụ tùng hay là kiểm tra xe nó thì biết được cái hiện tượng xe như thế nào thì các bạn thợ sẽ báo lại và kiểm tra lại con xe của mình để khắc phục tình trạng đó ở mức tốt nhất ha. Những bộ phụ tùng mà còn sử dụng được á, bên mình sẽ xử lý lại, vệ sinh sạch sẽ lại. Hoặc là thí dụ như anh em mà có những cái phụ tùng cần thay thế để khắc phục tình trạng rung rần hay là xe yếu á, bên mình luôn có những phụ tùng chính hãng đó, xé bịch ra cho khách hàng xem tỉ mỉ từng chi tiết và có giá cả công khai rõ ràng luôn. Đồ nào trị bệnh gì, xe gì, như thế nào thì các bạn cái thật luôn tư vấn rất là kỹ cho khách hàng để họ hiểu được sản phẩm đó sẽ xử lý được con xe của họ ở mức như thế nào tốt nhất. Đây là phân cảnh luôn. Rồi, nếu mà các bạn đi vòng ở các shop luôn thấy những cây nhớt đầy đủ các loại nhớt chính hãng nè, từ cao cấp đến bình dân và có giá thành dễ xài, phù hợp với túi tiền của các bạn. Khu vực mà dễ thích nhất á, yêu thích nhất của các khách hàng á, thường là mình thấy á, là cái tủ đồ chơi được trưng bày rất là nhiều dòng phục, dĩa, tay thắng, bao tay hoặc là các phụ cùng trang trí như kính, ốc kiển này nọ. Có những cái đồ chơi thương hiệu nó rất là rõ ràng và cao cấp, từ giá thành rất là dễ chịu luôn. Đó. Tiếp đến khi mà các bạn đi một vòng qua thì sẽ thấy thêm được cái kệ vỏ với nhiều thương hiệu vỏ nổi tiếng trên thị trường và nó có những cái điểm nhấn để cho khách hàng người ta lựa chọn nó dễ dàng hơn, tùy theo loại luôn. Các bạn kỹ thuật bên mình á, luôn thay vỏ ở những cái máy ra vô vỏ chuyên dụng. Ngoài vỏ nhớt trên thân dĩa hay gì đó thì bên mình luôn có các dịch vụ khác như là bảo dưỡng 10 bước nè, hoặc là làm chén cổ nè, đó, hoặc là vệ sinh trên thân dĩa luôn. Các cái bước đó làm cho khách hàng người ta dễ và an tâm hơn. Rồi. Một lần nữa cảm ơn khách hàng đã đến ủng hộ số heo bánh trong thời gian vừa rồi. Các bạn có thể đến vị trí 14 shop ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, gọi số hotline để bên mình có nhân viên tư vấn trực tiếp các sản phẩm dịch vụ hoặc là các cửa hàng có sản phẩm gì ha. Mới đầu tuần thôi mà đông như vậy, cái đó là sự tin tưởng khách hàng ủng hộ shop mình. Bây giờ clip đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop heo bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.